Hello anh em, đã đến lúc chúng ta làm một cái clip dài nói về Samsung Galaxy Z Fold 4. Bởi vì thời điểm anh em hết bảo hành đã cận kề, và rất nhiều anh em hết bảo hành rồi và anh em sẽ đối diện với những vấn đề tương tự như trên Fold 3. Rồi, hôm nay thì nói với anh em về sửa Samsung Galaxy Z Fold 4, những lỗi thường gặp, giải pháp sửa chữa và lưu ý khi anh em đi sửa nó như thế nào. Nếu mà anh em biết mình đã theo đuổi cái dòng phone và clip này đầu tiên ở thị trường sửa chữa đó, Thịnh xin phép nói vậy, bởi vì lúc mà mình làm cũng chưa có ai làm nên là mình khó khăn lắm trong cái việc mà đi mua những cái máy xác nè, những cái máy lành cũng có, xác cũng có, để làm gì? Để phục vụ cái công tác nghiên cứu đó, nghiên cứu để làm sao đưa ra một cái công thức sửa chữa tối ưu, rồi sau đó nhập linh kiện, nhập những cái dàn cáp gập nó mới chính hãng, nhập như thế nào, tuyển chọn ra làm sao để nó đảm bảo cho anh em. Và một cái giai đoạn nữa là gọi là đi sưu tầm lỗi. Anh em xem về sửa Samsung Fold 3, anh em sẽ thấy rất nhiều clip của mình mà mỗi clip nó mỗi lỗi, gọi là sưu tầm lỗi, để làm gì? Mục đích là rải đều để mà anh em gặp bất kỳ một cái lỗi nào thì hy vọng là có duyên anh em xem được cái clip đó thì ôi anh em biết được là máy nó không trầm trọng như anh em nghĩ đâu. Rồi ok, bây giờ bắt đầu vào vòng đời của Fold 4. Fold 4 nếu mà anh em sử dụng, anh em gặp những cái lỗi sau đây. Thứ nhất, mở ra mất âm thanh, mở ra mở vô mất âm thanh. Thứ hai, mất wifi. Thứ ba, mở ra mở vô đều có liên quan đến thao tác mở ra mở vô hết nha anh em. Màn hình lúc lên lúc không, hoặc là như cái máy này nó tắt nguồn hoàn toàn luôn. Trước đó nó diễn tiến từ cái giai đoạn mà chập chờn lúc lên lúc không và diễn tiến tới một lúc là nó mất nguồn hoàn toàn luôn. Đó. Anh em đem vào trung tâm bảo hành chính hãng thì 95-99% vẫn là một vấn đề như gặp trên những dòng Fold 3 thế hệ trước, đó là cáp gập. Cáp gập là gì? Cáp gập là những dàn cáp bắc ngang qua hai cái màn hình đó, của những đời Samsung Galaxy Fold. Cái hệ thống cáp này nó là cầu nối của rất là nhiều linh kiện và hệ thống điện tử ở bên trong máy, nên nó gây ra những cái bệnh nhiều khi anh em khó ngờ. Đó, trước đây một số anh em xài cái cây bút, nhiều khi nó viết không được. Đó, nó kẹp thêm chung với cái lỗi âm thanh thì tự nhiên mình thay cái dàn cáp nó giải quyết luôn cả cái lỗi cây bút luôn. Đó, anh em thấy ha. Rồi một số bệnh như là lỗi camera, nhất là cái camera trước thì cái khả năng do lỗi cáp cũng rất cao. Đó là những dấu hiệu ha. Khi anh em đem vào hãng, hãng sẽ báo rõ với anh em. Đến thời điểm này thì nó không như cái giai đoạn tập tọa của cái việc mà sửa chữa Fold 3 nữa. Hãng có thể họ nói rõ với anh em luôn, cái này là bị lỗi cáp, nhưng chính sách bên hãng là chỉ thay nguyên bộ màn hình thôi. Nên là tụi em chỉ, nếu mà anh muốn làm bên hãng thì anh sẽ thay nguyên bộ màn hình. Chi phí đâu đó khoảng tầm 11 triệu anh em. Đó, cái phương án báo ra là như vậy, chứ không như ngày xưa. Ngày xưa lúc mình mới tập tọa mình làm Fold 3 là trong hãng họ chỉ báo ra cái này hư màn thôi, chứ họ cũng không có giải thích rõ như bây giờ. Còn bây giờ mọi chuyện nó đã ra ánh sáng rồi thì cái chính sách của họ là như vậy, nhưng mà họ vẫn nói rõ cho anh em biết là nó là bị hư cáp đó. Rồi quay lại tiếp tục đến phần tiếp theo, đó là giải pháp sửa chữa như thế nào. Rồi ở đây mình đã nói với anh em mình sẽ làm đúng cái phần lỗi, có nghĩa là màn hình nó hoàn toàn không bị một cái gì. Anh em thấy như cái máy này Thịnh nhận là mất nguồn hoàn toàn. Hiện tại Thịnh thay cáp lên, anh em thấy nó như thế nào? Đẹp ken xà beng, không bị một cái gì, màn hình ngon lành cành đào luôn đó. Nên là chúng ta không có lý do gì chúng ta đi thay màn hình, và chúng ta thay đúng cái phần lỗi, đó là cái bẹ cáp bắt ở dưới cái màn hình này đó. Và để thay được cái đó, chúng ta phải tách được cái bộ màn hình này lên, màn trước màn sau, chúng ta phải tách hết cả hai cái màn lên thì chúng ta mới thay được cái dàn cáp này đó. Nhưng mà cái điểm khó khăn bắt đầu nó xuất hiện ở đó, đó là lý do tại sao hãng họ không thay. Khi mà thao tác tắt cái bộ màn hình gập, màn hình dẻo này lên, nó đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật, cái kinh nghiệm, cái sự khéo léo của người kỹ thuật viên rất nhiều đó. Ở bên Thịnh, anh em nào làm những cái dòng Fold 3 này, clip và phone, và chỉ tập trung làm clip và phone thôi, không làm cái gì khác, để làm sao để tối ưu cái tay nghề, để cho cái thời gian tích lũy, cái số lượng máy làm nó càng ngày càng tăng, để là giống như Thịnh dùng cái từ là người ta hay có cái câu nói là cái người mà luyện tập một cái cú đá 1.000 lần đó, nó sẽ đáng sợ hơn là người biết 1.000 cú đá. Đó là như vậy đó, làm cho nhuần nhuyễn luôn. Bởi vậy cái số máy mà hiện tại đến bên mình làm bây giờ tổng hợp lại là tính đến hàng ngàn cái full và clip. Bởi vì Thịnh nói cái đó là chắc chắn anh em phải gặp phải, mà
mà anh em thì đâu có ai chịu đi thay màn hình mười mấy triệu, trong khi là cái màn hình mình không có hư đâu đúng không? Nên là anh em gửi qua để mà mình xử lý cái vấn đề cáp đó. Rồi chính vì như vậy nên mình có thể đảm bảo cho anh em 100% cái vấn đề thao tác, không bao giờ xảy ra hư hỏng màn hình cho anh em. Đó. Điều đó mình đã nói ở những clip FOBA là mình bao 100%, mình không báo rủi ro gì hết. Và cái điều này nó đảm bảo cho những anh em quyền lợi ở cái hạng mục là khi màn hình nó không lên như thế này nè, nó không lên gì hết, thì nguyên tắc là bất kỳ đơn vị sửa chữa nào họ cũng coi như là không có trách nhiệm gì, bởi vì đâu có biết màn hình này sống chết như thế nào đâu. Đó, thì chúng ta thừa nhận đúng là như vậy. Nhưng mà với một đơn vị sửa chữa chuyên về dòng máy này thì khi màn hình thao tác sẽ không có một cái rủi ro gì xảy ra. Thì anh em thấy lúc mà nó lên đúng lỗi cáp thì mình thay lên nó sẽ full như thế này. Đó, và không ảnh hưởng gì tới quyền lợi của anh em. À, anh em nắm rõ cái ý ha. Rồi tóm tắt lại, những lỗi trên Samsung Fold và Flip nếu mà đúng bị về cáp gập, đó, Thịnh nhận bao 100%. Đúng bệnh, đúng lỗi, không phải sinh chi phí, không bắt anh em phải thay màn hình, không kể chuyện, không báo rủi ro hư màn. Đó, bởi vì đúng bệnh nào ra bệnh đó thôi. Rồi anh em nào cần sửa chữa cái dòng máy này cứ liên hệ với mình. Và cái cuối cùng, cái phần lưu ý ở cái video clip này đó là làm sao cho cái máy nó bền. Thì chỉ một cái câu nói thôi, anh em bớt gặp lại một xíu. Cái nào xài được ở màn hình phụ thì xài. Đó là anh em đang quan tâm đến vấn đề gia tăng độ bền nha. Còn anh em nào cứ muốn dùng cái máy để phục vụ mình thì thôi, tẹt ga, hư cáp chúng ta lại thay cáp tiếp thôi. Đó, màn hình chúng ta, bảo hãng chúng ta thay một lần màn hình là bằng anh em thay mấy lần cái dàn cáp ở bên mình. Đó thì cũng là quá là hời, và anh em xài tổng thời gian xài như vậy là khấu hao cái điện thoại cũng xong, coi như là hợp lý và kinh tế ha. Đó, sao cũng được. Rồi anh em nào cần tư vấn sửa chữa và Galaxy Fold 4 cứ liên hệ trực tiếp, Thịnh sẽ để thông tin bên dưới. Bye bye nè, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.